chiều tối ngày 30 tháng 7, Công an huyện Mường Trà, tỉnh Điện Biên cho biết đã tìm thấy thi thể một nam giới bị nước lũ cuốn trôi tại khu vực suối giáp thị trấn Mường Trà và xã Na Sang. Trước đó, vào khoảng 10 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo của người dân về việc anh Tê, 33 tuổi, bị rơi xuống suối tại khu vực đầu thị trấn Mường Trà và bị nước lũ cuốn trôi theo hướng về lòng hồ thủy điện Long Tạo, xã Hồi Mỹ. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình nỗ lực tìm kiếm. Đến 16 giờ 30 phút, thi thể anh Tê đã được phát hiện giữa dòng nước lũ chảy xiết tại khu vực suối giáp thị trấn Mường Trà và xã Na Sang. Lực lượng công an cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương đã băng qua dòng lũ dữ để trục vớt thi thể nạn nhân và bàn giao cho gia đình để tổ chức mai táng. Bốn tàu cá của ngư dân tỉnh Ninh Thuận đang neo đậu tại cảng cá Ninh Chữ thuộc xã Tri Hải, huyện Ninh Hải bất ngờ bốc cháy gây thiệt hại nặng. Theo người dân chứng kiến cho biết, khoảng 12 giờ 10 phút ngày 30 tháng 7, bốn tàu cá gồm 3 tàu của ngư dân huyện Ninh Hải và một của ngư dân huyện Thuận Nam đang neo đậu cùng nhau tại cảng Ninh Chữ thì một trong bốn chiếc bất ngờ phát cháy. Tại thời điểm trên, có một số người dân đang làm nghề giã lưới phát hiện sự việc, liền báo cho lực lượng quản lý cảng Ninh Chữ để cùng dập lửa. Tuy nhiên do ngọn lửa quá lớn nên đã lan nhanh sang 3 chiếc tàu còn lại. Người dân cùng lực lượng quản lý cảng Ninh Chữ đã nhanh chóng cắt dây liên kết giữa các tàu để tách ra dập lửa, đồng thời gọi điện báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Ninh Thuận. Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Ninh Thuận và lực lượng chức năng địa phương đã khống chế, dập tắt đám cháy. Tại hiện trường có 3 tàu bị lửa thiêu đen kịt, một tàu cháy xém nhẹ. Tài sản thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 1,3 tỷ đồng. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ cháy nêu trên. Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã tạm giữ hình sự nghi phạm đốt cây xăng. Tối ngày 30 tháng 7, người phát ngôn công an tỉnh Khánh Hòa cho hay đã tạm giữ hình sự Hồ Liêu Châu, 29 tuổi, trú xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang để làm rõ hành vi đốt cây xăng số 2 Mã Dòng và một số địa điểm khác tại Nha Trang. Theo công an, khoảng 13 giờ 25 phút cùng ngày, Châu đi xe máy đến cây xăng số 2 Mã Dòng, phường Phương Xài, mua 5 lít xăng đem về rồi chiếc ra chai thủy tinh. Sau đó Châu đi xe máy đốt và ném một chai xăng vào trong nhà số 50 Lý Tự Trọng, phường Lộc Thọ. Châu tiếp tục đi đến đầu đường Lý Tự Trọng đốt và ném một chai xăng khác vào một biển quảng cáo. Chưa dừng lại, Châu chạy xe máy tới cửa hàng xăng dầu số 2 Mã Dòng lấy chai nhựa đựng xăng tưới xuống đất rồi châm lửa đốt làm cháy trụ đổ xăng số 5 và khu vực xung quanh rồi bỏ chạy. Khi nhận được tin báo, công an thành phố Nha Trang đã triển khai lực lượng vây bắt Châu khi đang lẩn trốn tại một ngôi nhà ở phường Phước Tân. Bước đầu, Châu khai nghiện ma túy nặng, đồng thời buồn chuyện gia đình, thường xuyên cãi nhau với cha mẹ nên đã gây ra sự việc trên. Sau đó, công an đã test nhanh, kết quả phát hiện Châu dương tính với ma túy. Ngoài thiệt hại tại cây xăng số 2 Mã Dòng và nhà số 50 Lý Tự Trọng, vụ hỏa hoạn đã làm hư hỏng một bộ máy vi tính, một máy cắt laser cùng nhiều dụng cụ khác. Thời gian qua, nhiều người vẫn bất chấp chăn thả bò bên trong dự án cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết đoạn qua các huyện Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Theo ghi nhận, mặc dù hàng rào ngăn cách đã dựng kín, nhưng vẫn còn nhiều đàn bò chăn thả trong phần đất của dự án, thậm chí sát mép với tuyến chính của cao tốc. Các tài xế chạy trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết nhiều lần thót tim khi thấy đàn bò chăn thả kiểu như vậy trong lúc xe đang đi với tốc độ cao. Nếu đàn bò leo lên tuyến chính thì chắc chắn tài xế khó xử lý kịp. Nếu không xử lý dứt điểm tình trạng này thì nguy cơ sẽ có tai nạn rất cao. Trước đây, hệ thống hàng rào dân sinh chưa hoàn thiện nên từng có bò đi giữa tuyến chính. Cảnh sát giao thông phát hiện kịp thời và xua đuổi. Còn hiện nay, theo ông Nguyễn Duy Lân, thuộc Công ty Quản lý và Đầu tư Xây dựng Công trình 238, một trong những đơn vị đang khai thác tạm cao tốc này cho biết, người dân dẫn đàn bò chui từ các cống ngang để vào bên trong dự án. Đơn vị từng lập biên bản nhắc nhở người dân và phối hợp với địa phương tuyên truyền thêm. Nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn. Do đơn vị không thể biết được chủ đàn bò nên khó xử lý dứt điểm. Sáng ngày 31 tháng 7, thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, công an thành phố Hà Nội cho biết đơn vị đã cử cán bộ xác minh đoạn video ghi lại hình ảnh xe ô tô con hiệu Mazda cương quyết không nhường đường cho xe ưu tiên trên đường vành đai 3 trên cao thuộc địa phận Nam Từ Liêm khiến nhiều người không khỏi bức xúc. Cụ thể, vào tối ngày 30 tháng 7, chiếc xe ô tô con nhãn hiệu Mazda đi vào làn khẩn cấp trên đường vành đai 3 trên cao. Lúc này, từ phía sau, một xe ô tô ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ cùng tiến tới. Mặc dù lái xe ưu tiên đã ra tín hiệu, thậm chí nhắc đi nhắc lại, nhường đường cho xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ, nhưng người điều khiển chiếc xe Mazda vẫn không nhường đường.
Đoạn video sau khi đăng tải đã nhận được hàng ngàn lượt xem và bình luận. Đa số ý kiến đều lên án hành vi tham gia giao thông của tài xế điều khiển xe Mazda, không những điều khiển phương tiện vào đường cấm mà còn phớt lờ tín hiệu, không nhường đường cho xe ưu tiên ở phía sau. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Tại cánh đồng biên giới xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, mặc dù địa phương chưa mở nắp cống, tuy nhiên, con nước cũng đã dâng cao tràn đồng. Đây cũng là xã đón con nước nổi đầu tiên ở huyện Hồng Ngự. Hàng trăm hecta đất sau canh tác đã được phủ trắng bởi con nước nổi. Theo người dân cho biết, con nước vừa tràn đồng cách đây vài ngày, nhiều hộ tất bật chuẩn bị ngư cụ, bắt đầu cho mùa mưu sinh được kỳ vọng nhất trong năm. Mùa nước vô thì dân ở đây thì làm nghề cá vậy đó. Có nước thì vô thì làm đặt dớ, dân câu, đặt lợp này kia vậy đó. Kiếm sống. Chứ hàng năm thì mặn cũng hai mùa vụ rồi. Gầu mùa nước này thì nói chung mặn nghề cá thôi. Khi hô nước về thì đầu mình ai nấy, thí dụ mặn dớn thì sẵn dớn. Ai đặt lụp cua thì sẵn đi đặt lụp cua. Tất bật rồi mình ai làm nghề gì thì mình cứ sẵn, chuẩn bị sẵn nước rồi vô đồng có cá thì bắt đầu mình làm. Ngày thì kiếm 200-300 không chừng, cũng tùy theo. Cá nhiều thì ngày cũng đặc dớn thì cũng kiếm vài 300 đủ sống qua mùa nước. Mùa nước nổi về không những mang theo phù sa bồi đắp cho đồng ruộng, rửa trôi mầm bệnh, mà nhiều loại thủy sản cũng theo con nước về đồng, giúp cho người dân vùng đầu nguồn có thêm thu nhập từ những sinh kế mùa nước nổi. Khu nhà xưởng vi phạm về phòng cháy đã bị đình chỉ hoạt động hơn một năm ở Hòa Bình, bỗng bốc cháy dữ dội trong đêm. Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 29 tháng 7, lửa bốc lên từ khu nhà xưởng trồng hàng nghìn mét vuông của công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Diễn, chuyên sản xuất bao bì từ hạt nhựa tại khu công nghiệp Bình Phú, xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình. Lửa từ một cốc nhanh chóng lan ra phần lớn khu nhà xưởng, cột khói lửa cao hàng chục mét. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Hòa Bình đã điều 5 xe chữa cháy, 3 xe chở nước, 8 xe phun bê tông chứa nước, một máy xúc cùng hàng chục chiến sĩ tới hiện trường. Đến gần 1 giờ ngày 30 tháng 7, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, dù cháy không có thiệt hại về người. Tháng 1 năm 2023, công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Diễn bị công an tỉnh đình chỉ hoạt động cho đến nay do không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Công an tỉnh Hòa Bình đang điều tra, làm rõ vụ việc. Chiều ngày 30 tháng 7, Công an huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước đã bắt khẩn cấp đối tượng Lai Chân Nhật Trường, 31 tuổi, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước để điều tra, làm rõ vụ giết tài xế xe ôm, cướp tài sản xảy ra vào rạng sáng cùng ngày. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ tối ngày 29 tháng 7, Lai Chân Nhật Trường thuê xe ôm của ông Nguyễn Văn Khải, 57 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, chở Trường đi từ ngã tư Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh về huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Đến khoảng 0 giờ rạng sáng cùng ngày, khi đi đến đoạn đường vắng khu vực thuộc xã Phước Thiện huyện Bù Đốp, đối tượng liền rút dao đâm liên tiếp vào người ông Khải, hòng mục đích giết người cướp tài sản. Mặc dù bị đâm trọng thương, nhưng tài xế xe ôm nén đau chống cự, đồng thời kêu cứu khiến đối tượng sợ hãi bỏ chạy. Sau khi nhận tin báo từ nạn nhân, sau 10 giờ tích cực truy xét, đến chiều cùng ngày, công an Bù Đốp cùng với các lực lượng hình sự, công an tỉnh Bình Phước đã bắt được đối tượng Trường. Tại cơ quan công an, Trường đã thừa nhận hành vi giết người cướp tài sản của mình. Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.